Xin cảm ơn quý vị đang trở lại với chương trình Chúc Tình Gửi Gió cùng ba anh em chúng tôi là cô bé Hân, Holiday và Khoa Lưu, và chúng tôi đang nói về hạnh phúc. Và khi nãy đó Hoàng Vy và quý vị được nghe Khoa hát về cái bài Và Tôi Cũng Yêu Em, thì không biết quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà ba anh em chúng tôi đang cảm nhận là rất là rõ là cái cảm giác hạnh phúc nó đang có thật. Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đó về một cái mà hai bạn lúc mà gặp cái chuyện đó và mình cảm nhận là cái hạnh phúc nó có thật và nó vỡ oa trong lòng mình hay không? Dạ, thực sự khi thì nó cũng bất chợt đến khi mà em hát bài này thôi. Đó là có cái câu mà tôi yêu hương vị Tết ngày xưa. Tại vì hồi đó khi mà em còn ở Việt Nam á, khi mà em còn từ nhỏ, từ khi mà em còn nhỏ thì nhà bà ngoại em thì có một cái truyền thống, đó là ngày 28 Tết nào cũng có bánh chưng bánh tét, xong rồi đến giao thừa nấu, xong rồi ngày 28 nấu bánh chưng bánh tét, đúng rồi, ngày 24 gói, ngày 28 nấu. Thì nói chung là cũng có cho bán cho hàng xóm này nọ, nhưng mà kiểu là bán kiểu tình nghĩa thôi, lấy vốn lại thôi, nhưng mà bỏ phần kinh doanh qua một bên. Đó, quan trọng là khi mà nấu bánh chưng bánh tét á, thì hầu hết là những người họ hàng xung quanh đều quay quần lại, đều ở đó trong bánh chưng đến sáng luôn. Thì em, và sau này em qua bên Mỹ thì em không còn có dịp được trong bánh chưng của mọi người. Thì em thấy em đã mất đi một cái hạnh phúc trong cuộc đời em. Nhưng không phải là mất đi đâu, nó ở đó. Dạ. Nó luôn ở đó, và chỉ cần mà mình tìm thấy một cái điều gì đó nó tương tự thì mình sẽ cảm nhận, mình đánh thức, mình dậy ngay. Dạ. Và Hoàng Vy cũng nghĩ rằng quý vị khán giả đang xem chương trình chắc là cũng có những cái cảm nhận giống Hoa đó. Cái việc mà ngồi bên những cái ngày cận Tết, những cái ngày giáp Tết, và ngồi bên cái ánh lửa hồng và bên nồi bánh chưng to. Và nó không phải là ở cái cảm giác hạnh phúc là khi mà mình tách cái bánh chưng ra, mặc dù đúng là ngon. Ăn bánh chưng với lại củ kiệu với chả hả? Bánh chưng chiên và chút xíu tương ớt nữa. Rất là ngon. Đã lâu lắm rồi em chưa ăn bánh chưng. Thiệt đó hả? Dạ. Tết năm nay chị sẽ tặng cho em bánh chưng. Nhưng mà cái cảm giác mà mình được ngồi quây quần đó, rồi mình thấy, đôi khi mình thấy cái nét mặt của người kia đó, có thể là mẹ mình, bà mình, anh mình, em mình, hay là bạn mình, đôi khi rủ mấy đứa bạn lại ngồi. Cái nét mặt mình không thấy rõ, nhưng mình thấy hắt cái ngọn lửa, nó hắt lên cái khuôn mặt và nó tạo lên những cái tối và cái sáng của mặt. Đôi khi nó cũng là một cái điều gì đó nó rất là thú vị. Phải không? Dạ. Cho nên cái chữ I tiếp theo của happiness các bạn có biết đó là gì không? Innocent. Innocent, yeah. Những cái cảm giác nó rất là tươi trẻ. Thật nó rất chị? Là nó rất thì đó là hơn nghĩ. Hợp lý. Yeah. Yeah. Đâu cần phải đúng. Đúng rồi, đâu cần phải đúng. Mọi thứ trên đời này thực ra đôi khi nó không phải lúc nào cũng là đúng và sai đâu. Nhưng mà nó có phải là cái từ mà chị nghĩ trong đầu không? Không. Nhưng mà rất là đúng em. Tại vì đôi khi những cái cảm giác đó nó rất là trong trẻo. Chẳng hạn như bài hát mà khi nãy mà Khoa hát trong cái phần 2 đó, nó trong trẻo lắm. Và chỉ là cầm một cái ly cà phê buổi sáng, lúc mà Khoa hát làm cho Hoàng Vy nhớ có một lần. Hôm đó Hoàng Vy tự nhiên ngủ dậy và pha một cái bình cà phê nóng, nhảy lên xe và vừa lái xe vẫn nghêu ngao hát và đi ra Newport Beach và cầm theo cái máy ảnh ở bên cạnh ra và đứng chụp hình một mình thôi, chụp mấy cái con chim ở trên biển đó. Rồi mình đứng mình nghe nhạc, cắm cái tai nghe vô và mình nghe Đức Huy hát cái bài đó. Tự nhiên mình thấy yêu đời đến lạ luôn. Đó là những cái cảm giác rất là trong trẻo và mình không cần ai phải đem hạnh phúc đến cho mình hết. Phải không? Dạ. Thì cái chữ ai kế đến innocent, yes, hay là inner, hay là một cái cảm giác nó ở bên trong. Dạ. Những con người phải là những con người có nội tâm, Hoàng Vy nghĩ vậy. Những con người có nội tâm có thể là họ sẽ cảm nhận những cái hạnh phúc và cái nỗi đau nó chân thật lắm. Dạ. Nó thật lắm. Dạ. Phải là innocent mới cảm nhận được rồi. Phải là innocent hả? Có chị. Cái này em. Ủa, cái đó sao Khoa trả lời giùm? Khoa quen gánh vác mọi việc cho bé này. Dạ không, tại vì em thấy cái cảm xúc em khi mà Hân hát á, kiểu
Dạ, em innocent lắm hả? Em có thấy được cái Vậy sao nãy phần đầu tiên, phần 1 vô nói người ta diễn? Thì em không biết, là tại bé Hân nói với em là tại vì nghề cho nên là bé Hân rất là điêu luyện đôi diễn khi mạnh mà mọi người cảm nhận được. Dạ, cho nên nhưng mà đôi khi á, người ta cũng có nói là đôi khi trong cuộc sống này á, này nó hơi chệch ngoài cái chủ đề một chút, mà mỗi người đôi khi cũng là một cái vai diễn đó. Đúng rồi, dạ. Em đã từng có ý có một tại cái... tại sao em có ý như vậy? Lâu lắm rồi chị, ở lúc đó hình như là em còn chưa qua Mỹ. Thì em có viết cái bài post ở trên mạng y chang cái câu chị nói luôn. Đó. Vì sao? Lúc đó em phải diễn cái gì hay là vì sao? Em không diễn, tự nhiên em không có diễn, mà em nghĩ là vậy. Em nghĩ là mỗi người đều là cái vai chính trong cái bộ phim nào đó. Dạ. Dạ, đôi khi chúng ta phải vào vai, ví dụ như phải vào vai một bà mẹ. Dạ. Vì là một bà mẹ có con và chúng ta phải đóng cho tròn cái vai đó. Dạ. Phải nhìn cho đến lúc con mình nó lớn khôn và nó trưởng thành và mình hoàn tất cái nhiệm vụ của đời mình. Và đôi khi chúng ta đến sở làm thì chúng ta cũng phải đóng một cái vai để mà cho nó tròn vai. Nhưng Hoàng Vy vẫn nghĩ rằng cho dù chúng ta làm cái gì đi nữa, chúng ta ví dụ như phải diễn, một người nghệ sĩ thì phải diễn trên sân khấu hay diễn trên màn ảnh, nhưng mà vẫn cần những cái chất liệu rất là thật, đó là cái cảm xúc thật của mình. Những cái lời mà chúng ta nói từ trái tim á, nó ra cái người nghe người ta vẫn cảm nhận được rất là rõ khi mà chúng ta nói bằng cái lý trí, phải không? Dạ, nói bằng trái tim hay là nói bằng lý trí nó cũng hay, nhưng mà khi mà chúng ta nói bằng trái tim thì người ta sẽ cảm nhận ra rõ. Trở lại với hạnh phúc của mình, nãy Hoàng Vy mới trong lúc nói chuyện Hoàng Vy có nghĩ đến cái ý là ai cũng muốn hạnh phúc đó, thiệt. Dạ. Đúng không? Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà đôi khi hạnh phúc nó cũng có cái giá của nó. Nếu ai cũng hạnh phúc thì liệu có ai hạnh phúc không? Là sao? Ý là nếu mà lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc thì mình đâu còn biết hạnh phúc là gì nữa. Dạ. Dạ. Ai cũng muốn hạnh phúc và không có ai muốn là những cái điều nỗi đau hay là đau khổ hết. Nhưng mà cầu vồng sẽ không xuất hiện nếu như không có cơn mưa. Dạ không, em cảm điều đó rất là đúng. Dạ. Yeah. Nếu mà em nghĩ nếu mà ước một cái gì đó nó lúc nào cũng cái kiểu, nếu mà ước một cái gì đó nó lúc nào cũng hiện hữu thì em nghĩ đó là một cái gì rất là paradox, tại vì nó sẽ không có cái đối nghịch của nó, mà không có cái đối nghịch thì mình sẽ không biết cái đó là gì. Nhưng mà không có cái xấu thì không có cái đẹp, không có nỗi buồn thì sẽ không có niềm vui. Đúng rồi. Nếu mà chúng ta không thức nguyên một đêm để ngồi trong bóng tối thì chúng ta không biết là đến ngày mai khi mà mặt trời nó chiếu sáng chúng ta cảm nhận được cái ánh sáng đó. Nếu mà chúng ta không có rơi lệ, chúng ta không đã từng khóc hay là đã từng đau thì chúng ta sẽ không cảm nhận được trọn vẹn cái hạnh phúc của nó khi mà chúng ta cười. Đúng không? Hạnh phúc nào nó cũng có cái giá của nó. Như vậy thì mình có thể tránh được cái nỗi đau được không? Em nghĩ nếu mà mình tránh được thì đã rất nhiều người đã tránh rồi chị. Dạ. Nếu mà nhân loại vẫn cứ khổ đau và vẫn cứ hạnh phúc nó cứ song song ha. Bây giờ đang ngồi và chúng ta đang cảm nhận hạnh phúc và nụ cười nó rất là rõ, nhưng mà chỉ cần tí nữa rời cái studio này đi, có thể là chúng ta sẽ phải đối diện với cuộc sống và cái điều, có một số điều bất như ý nó sẽ ập lại, ập lên chúng ta liền. Nhưng mà trở lại với chữ P hồi nãy, đó là chữ present. Vậy thì chúng ta hãy cảm nhận hạnh phúc hiện tại thôi. Dạ. Dạ. Em nghĩ sống ở hiện tại luôn là một cái lời khuyên tốt nhất. Thì nếu mà mình cảm thấy nếu mà mình muốn cảm thấy hạnh phúc đó chị. Tại vì hồi đó em có cái bộ phim Midnight in Paris á, không biết chị có coi không? Nhưng mà em tóm tắt cho quý vị khán giả đi. Dạ, phim đó về một nhà văn vô tình đi về, không biết là thật sự là đi về quá khứ hay là chỉ trong tâm trí người ta thôi, thì tối nào cũng đi về một cái thời mà anh đó luôn muốn ở, tại vì những cái tác phẩm anh đó đọc về các kiểu thì anh đó muốn được quay lại những cái thời đó. Và khi thì đến, em thấy tâm đắc nhất là cái cuối phim đó, khi mà anh đó quay lại cái thời đó nói chuyện với một cô ở thời đó thì cô đó lại muốn quay lại một cái thời trước đó nữa. Và anh ta mới nói với cô đó là
Thì anh đó mới nhận ra là nói với cô đó là anh đó thì muốn quay lại thời này và cô đó thì muốn quay lại cái thời trước đó, để cho nên đó là nó sẽ đi tiếp đi tiếp 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 nữa, và nó sẽ không bao, mình sẽ người ta sẽ không bao giờ cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Dạ, có nghĩa là cho dù chúng ta cứ loay hoay, chúng ta nhào lộn đi về quá khứ hoặc hướng đến tương lai, chúng ta cứ tìm kiếm rất là nhiều thứ cỏ lương xanh hơn ở phía bên kia đồi, nhưng mà thực sự thì có khi chúng ta về quá khứ hay chúng ta nhào đến tương lai thì chúng ta sẽ không có được hạnh phúc, mà hạnh phúc nó ở hiện tại. Và người ta nói đó, hai bạn có biết không, có những người người ta chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc hết, là bởi vì người ta chẳng bao giờ có thể cảm giác hài lòng, hài lòng về cái mà chúng ta đang có trong hiện tại hết. Vậy thì bây giờ mình hát đi. Mình hát một cái gì đó để mà mình celebrate những cái thứ mà mình đang có trong hiện tại đi. Dạ, anh em xin hát một bài, bài này là bài Ánh Nắng của anh, của Đức Phúc. Em hát xong em nói chuyện sau. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ngang, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Là em nhất, luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em đẹp nhất khi em cười. Yeah, cho nên Hoàng Vy có nghĩ đến cái chữ S, happiness. Dạ, thật sự đúng. Chữ S đó là smile. Vì thì tại sao chúng ta không, có nhiều khi á, hai bạn biết không, Hoàng Vy có hai bé nhỏ. Thì cái điều mà mình ba mẹ con quy ước với nhau là, tức là một cậu bé 2 tuổi và một cô bé 11 tuổi. Mình quy ước với nhau và tập riết cái thằng nhỏ 2 tuổi nó vậy. Mỗi sáng khi mà mở mắt ra và em hay gọi mommy, thì cái việc đầu tiên mà ba mẹ con chúng tôi chị làm với nhau là smile. Cười. Hãy cứ bắt đầu một ngày là bằng cái nụ cười. Chúng ta không có biết là trong ngày có thể là có rất nhiều điều bất như ý xảy đến với chúng ta, chúng ta không biết được. Nhưng mà at least là chúng ta chủ động. Và mỗi sáng là ba mẹ con gặp nhau là cười. Nhoẻn miệng cười. Và đôi khi mắt mũi còn tèm nhem, còn phải nói là em bé mà nó ngủ rồi nhiều khi chảy mũi. Nhưng mà cứ sáng ra là cười. Và đôi khi nó dễ thương quá chị. Dạ, nó sẽ bắt đầu một ngày mới rất là vui. Rồi bây giờ Khoa muốn nói gì qua bài hát đó? Nè, em đang mãi mê nghe chị nói cái em hơi quên chị lại xíu. Bài này
kiểu đôi khi mình một mình á thì mình không có nhận ra được là hiện tại mình đã đủ rồi. Cho nên là em thấy bài này rất là hay, tại vì đôi khi mình cần một người đã nói với mình là mình đã hoàn hảo, mình đã ok. Ừ. Dạ, tại vì điều đó cũng xảy ra với em rất là nhiều. Tại vì thật sự thì em là một con người rất là khó, rất là kiểu không phải khó mà kiểu cậu như khó là tính. Yes. Dạ, em yes. Em không có dễ tính với bản thân mình. Cái này ai cũng hiểu. Cho nên á là em có một số người bạn thân á, thì mỗi khi mà có cái gì mà em không thích á, em nói ví dụ mình là em làm cái này chưa tốt, em làm cái này chưa hay á, thì mấy đứa bạn em nó hay nói là thôi, nó hay khen em, kiểu nó khen vu vơ thôi. Nhưng mà cũng đủ làm em cảm thấy là cũng đủ là em nhìn nhận lại là cũng đúng, mình đã quá khó tính với bản thân mình cũng có cái gì đó à. Không, Hoàng Vy thứ nhất là Hoàng Vy đồng ý một điều rằng cái này là Hoàng Vy đã nói với Hân rồi. Yeah. Hoàng Vy vẫn nghĩ rằng đôi khi chúng ta sống phải có nguyên tắc một chút. Chúng ta dễ chịu, chúng ta tìm cái sự bình an và chúng ta hiền hòa với mọi thứ, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sống vô nguyên tắc. Chúng ta có nguyên tắc nhưng mà chúng ta cũng biết cách gọi là điều chỉnh cái dung lượng của nó. Ví dụ như là cái việc cần khó một chút thì chúng ta khó, giống như chúng ta đặt mục tiêu cho bản thân, nhưng mà đừng có đòi hỏi đến mức độ để làm cho bản thân cũng cảm thấy quá nó mệt mỏi. Câu chuyện xảy ra mới tối hôm qua thôi, khi Hoàng Vy đi làm về và cô bé con của mình lại ngồi và hơi rơm rớm, nó ngồi đàn, nó đàn piano và có hứa là sẽ được học. Mình, chị đã hứa là sẽ đến học với cô Hân học guitar đó. Con bé ngồi đàn và nó hơi rơm rớm, mình hỏi là sao con buồn vậy, nó nói tự nhiên sao con sợ là con học không đủ giỏi. Mình hỏi là tại sao con lại nghĩ là con học không giỏi, nó nói tại vì dạo gần đây có những cái bài test con làm có 80%+ thôi. Hoàng Vy nói ngay lập tức với con bé là chưa cần biết như thế nào, nhưng mà nói là no, con đang làm rất là tốt. Con đang làm rất là tốt, con đừng lo về chuyện đó. Có nghĩa là đôi khi mình thả lỏng mình một chút, hoặc là nói như Khoa đó, đôi khi cái người thân của mình á hít mình nhẹ cái, vỗ vai mình một cái, hay là xoa cái lưng mình một cái để nói là em đang làm tốt lắm rồi, anh đang làm tốt lắm rồi. Và chúng ta truyền cho nhau, khuyến khích nhau, động viên nhau để chúng ta thấy là chúng ta còn muốn cố gắng. Nhưng mà đừng quá đặt áp lực vào bản thân. Cho nên chữ S cuối cùng, phải chữ S cuối cùng ta, happiness. Yes, chữ S cuối cùng sẽ là simple. Đôi khi chúng ta đặt cho cuộc sống nó simple một chút thôi, mình đừng quá nó phức tạp mọi thứ, thì đôi khi nên mình không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa. Con nghĩ sao? Cả thế đúng. Trong rất là nhiều trường hợp. Thậm chí em cũng có nói với Hân một lần là đó là nhiều khi em hát á, em không có được chuyên nghiệp giống như là những người khác á. Nhưng mà em nói với Hân á là khi mà Hân á mà nói em hát bài gì hay á là em rất là vui. Và có phải là nhiều lần Hoàng Vy cũng nói với hai bạn là nghe một cái người ca sĩ mà chuyên nghiệp có mấy chục năm đứng trên sân khấu, và cộng thêm là cái kỹ thuật được dàn dựng trong phòng thu đôi khi nó cũng sẽ được chỉnh sửa và được làm cho hoàn hảo, mọi thứ gần như là perfect, thì đôi khi cái sản phẩm đó người ta vẫn biết đó là một sản phẩm hay chứ. Nhưng mà khi nghe hai bạn hát, đôi khi nó có chỗ này nó hơi rớt một chút, chỗ kia nó hơi chệch một chút chút xíu thôi. Nhưng mà Hoàng Vy ở đây, Hoàng Vy vẫn đang cảm giác là mình còn hơn là mình nghe được một cái sản phẩm hoàn hảo nữa. Bởi vì cái cảm giác của Hoàng Vy được rất là hoàn hảo. Hoàng Vy không biết có gì khán giả cảm nhận như thế nào. Nhưng mà thật sự là Hoàng Vy mỗi lần mà thu Chút Tình Gửi Gió mà ngồi bên cạnh hai cô cậu này và được nghe hai bạn hát, cái cảm giác nó real lắm. Những cái âm thanh đó nó truyền tới người mình, nó đi qua ngay cả những cái làn da của mình luôn đó. Và mình cảm giác những cái sợi dây thần kinh nó rất là thật, và cảm giác nó rất là tươi mới. Vậy thì hạnh phúc là thiệt chứ có là đâu, và hạnh phúc nó rất là simple, đúng không? Và hạnh phúc sẽ làm chúng ta cười, phải không? Khi chúng ta hạnh phúc chúng ta cười, phải không? Nhưng mà ngược lại, nếu mà khi chúng ta cười, có thể hạnh phúc nó không phải là trọn vẹn, có thể là còn nhiều thứ đau thương lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta cười thì chúng ta cũng sẽ thấy hạnh phúc. Vậy thì còn vài giây phút cuối của chương trình, các bạn hãy hát đi. Các bạn sẽ hát bài gì? Tụi em sẽ hát cái bài mà chị mong đợi nhất. Đó là cái bài Song Ca. Dạ.
và hy vọng là qua cái bài hát cuối của chương trình này, quý vị một lần nữa sẽ cảm nhận như ba anh em chúng tôi đang ngồi đây, đó là hạnh phúc nó rất là có thật và thực sự nó rất là đơn giản. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phải nhòa tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phải nhòa tình ta vẫn sẽ sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Vượt qua sóng gió.